Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân đã lâm vào tình cảnh khó khăn, mất việc, nợ nần chồng chất và còn bao nhiêu nỗi lo cho cuộc sống. Con cái học hành, không ít người đã sa vào con đường cờ bạc, số đề để mong đổi đời, hoặc ít ra thì cũng có được chút vốn liếng, dắt lưng. Câu chuyện đằng sau những con người trong đường dây cờ bạc số đề giá trị gần 3 tỷ đồng vừa bị Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát hiện bắt giữ. Tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội khi vẫn muốn làm giàu bằng con đường cờ bạc. Cho đến bây giờ, Nguyễn Thị Thu Anh, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã cảm thấy rất hối hận khi tham gia đứng cái trong đường dây cờ bạc dưới hình thức đánh số đề qua mạng Internet. Chỉ vì nghe theo bạn bè mà bà ngày càng lún sâu vào chính vũng bùn của mình tạo ra. Trước đó là đi làm bên khách sạn Bồi Phòng, sau đó bị dịch cái nghỉ. Vậy cái ở nhà cái mấy người kia thâu kệ nhận khi đó về làm khi biết động mà không ngờ không làm là tăng thắm nợ thêm là không có tiền. Cũng là một thành viên trong đường dây này, Nguyễn Hữu Toàn, một sinh viên vừa ra trường chưa có việc làm, đã dùng những kiến thức học được ở giảng đường đại học để đi tính toán số đề. Khi đối diện với cơ quan điều tra, Toàn mới nhận thức rõ hành vi sai trái của mình. Em biết là ký số đề như thế này là phạm pháp, nhưng em không nghĩ được là việc tính số đề của em thì nó sẽ ảnh hưởng và dính líu vào mối quan hệ phạm pháp này. Điểm chung của các đối tượng trong đường dây này là đều không có việc làm trong mùa dịch bệnh COVID-19. Dựng tưởng chỉ vài cánh bạc xe giàu và công việc kín đáo chỉ diễn ra trên không gian mạng thì không ai phát hiện. Đến khi bong bóng cờ bạc số đề vỡ thì mọi thứ đều tan. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa những cái đường dây, những cái tổ chức ghi số đề để mà đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bởi đây là một trong những loại tội phạm là tội phạm nguồn hình thành các loại tội phạm khác. Những giọt nước mắt giờ đây đã quá muộn màng. Mong muốn có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn. Thế nhưng việc bất chấp pháp luật để lao vào cờ bạc số đề sẽ không bao giờ có được một tương lai bền vững.